Bạn có biết đây là quốc kỳ của nước nào không? Tây Ban Nha nhé bạn ơi. Tây Ban Nha có gì chơi? Thủ đô Madrid nổi tiếng là một thành phố sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất tại Tây Ban Nha. Alhambra là một quần thể bao gồm cung điện nguy nga, tráng lệ, và vương cung thánh đường Sagrada Familia là nhà thờ Công giáo được khách du lịch viếng thăm nhiều nhất khi đến Barcelona nữa nhé. Tây Ban Nha có đặc sản gì? Jamón sông khói món ngon lạ vị của nền ẩm thực Tây Ban Nha. Món hầm câu saidos là một món đặc sản Tây Ban Nha được nhiều dân bản xứ cũng như du khách yêu thích. Chorizo và cơm thập cẩm paella món ăn quốc gia của Tây Ban Nha nữa nhé. Tây Ban Nha có gì độc lạ không? Muốn độc lạ thì bạn hãy khám phá những điều thú vị về đất nước xinh đẹp này nhé. Điều một người Tây Ban Nha rất yêu thích giấc ngủ trưa và họ không bỏ lỡ nó vì bất kỳ điều gì. Điều 2 lễ hội cà chua là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha. Điều 3 flamenco điệu nhảy, đặc sản của Tây Ban Nha. Điều 4 đấu bò tót một môn thể thao khét tiếng của Tây Ban Nha. Điều 5 Real Madrid và Barcelona là những đội bóng mạnh của thế giới. Wow. Đố bạn đây là lễ hội gì?